Xin chào mọi người, em là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic nha. Hôm nay em xin giới thiệu mọi người những cây guitar điện nội địa Nhật mọi người. Thì đầu tiên là một cây Meissen. Cây Meissen này thì nó của Korea nha mọi người, một cây Les Paul của Meissen. Cây này nó màu vàng và chuyển dần qua màu cam với cái nước sơn bên ngoài còn khá là đẹp nha mọi người. Cây này thì nước sơn rất là đẹp và không có bị trầy tróc. Đàn còn khá là mới. Đầu cần nó là Meissen nè. Bản cần nó là 42, có ti chỉnh cần ở đầu cần nè, phím thép và phím gỗ, cây đàn còn nguyên vẹn, không có bị mòn nha mọi người. Pickup của nó là đúng kiểu pickup truyền thống của Les Paul với hai cái pickup hum. Những cái pickup hum này nó sẽ cho chất tiếng của chúng ta nó nhiều bass hơn, nó dày tiếng hơn và nó ăn gain là những tiếng override và những tiếng distortion hơn. Rồi, bộ khóa là bộ khóa zin, cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Ở đây nó có một cái vết trầy ở đây nè mọi người. Còn lại thì nước sơn ở phía dưới rất là đẹp. Cái đàn này em bán với giá 2,5 triệu, là một cây đàn rất là xứng đáng để mọi người mua. Đầu tiên là cần rất là thẳng, bấm rất là nhẹ. Cây này pickup rất là hay nha mọi người ha. Pickup rất là mạnh, rất là ăn gen. Dành cho các bạn trẻ, các bạn yêu thích một cây Les Paul và các bạn có thể chọn cây này. Bây giờ giá nó đã rẻ lắm rồi mọi người, 2,5 triệu là mọi người đã có được một cây đàn Les Paul chất lượng với cái body rất là nặng nha. Con này cái gỗ của nó rất tốt, body của nó tầm khoảng chừng 3-4 kg mọi người, rất là nặng. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cây Les Paul Meissen này nha. Tiếp theo là một cây móc kim bớt rất đẹp mọi người.
Thì qua clip của em nhiều thì rất nhiều người yêu thích cái Mockingbird này. Thì đây là một cây Mockingbird của BC Rig nha mọi người, BC Rig. Còn cái hiệu ESB đây là có thể là do chủ cũ người ta custom lại thôi. Còn cây này thì em nghĩ nó là BC Rig chứ không phải là ESB. BC Rig là một hãng rất là nổi tiếng về cái kiểu sao mà gấu gấu á mọi người. Cái cây mà hum của BC Rig á, với cái cặp pickup nó mạnh mẽ, nó ăn gen cực kỳ luôn. Nước sơn còn rất đẹp mọi người. Thường á, những cái cây mà Mockingbird á, vì nó có những cái góc cạnh ngay chỗ những cái này nè, thì đa phần là những cái góc cạnh này đều bị trầy, thì cây này nó không bị trầy, nó còn rất là nguyên vẹn. Màu của nó là màu sinh bớt, rất là đẹp, rất là bóng nha mọi người. Đầu cần nó là BC Rig chứ không phải ESB. ESB này là do chủ cũ người ta custom lại thôi chứ không phải là em làm nha. Nhưng mà cây này hạt que xịn nè, pickup xịn và cần đồ rất, tất cả mọi thứ rất là ngon. Phím là phím mới nha mọi người, phím thép và phím gỗ mới, không có bị mòn, không có bị trầy. Bộ khóa là khóa zin đi theo cái đàn nè, khóa là khóa vàng hết trơn nha. Cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Cây này còn phải nói là thực sự rất đẹp mọi người. Hiếm có những cái cây Mockingbird nào mà những cái chỗ này nó không có bị trầy lắm nha. Đa phần là nó đều bị trầy. Rồi cây này hạt que xịn nè, body tốt nè, cần rất là ngon và pickup rất là tốt luôn. Giá em bán cho cái đàn này là 2,5 triệu. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cái đàn này nha. Theo là một cây Strat mọi người. Cây này là thuần Strat nè. Ba pickup của nó là single, single, single. Cây màu đỏ đen của Shelder. Cây này thì về cái nước sơn, về cái ngoại hình của nó thì hầu như là còn rất là đẹp nha mọi người. Nước sơn là không có bị trầy tróc đồ, còn rất là đẹp. Pickup còn mới nè, không có bị rỉ sét, thậm chí ốc và cái ngựa đàn rồi tất cả rất là ok luôn. Cây này em bán với giá 1,9 triệu nha. Những chú nào mà yêu thích những cái dòng nhạc bolero trữ tình mà muốn qua thử một cây guitar điện á, mọi người có thể mua cây này. Về mức độ mà luyện tập hoặc là chơi ở gia đình á, là mọi người có thể sử dụng cây này lâu dài luôn, không cần phải nâng cấp. Về mức độ mà những người nào mà mọi người đi những cái show nhỏ nhỏ có thể sử dụng được cây đàn này luôn. Vì giá của nó mềm nhưng mà chất lượng của nó tốt, và chất lượng của nó nhiều hơn cái số tiền mọi người bỏ ra mua.
Một cây như vậy nếu mà mọi người mua những cái đồ Trung Quốc mới bây giờ thì nó cũng phải tầm khoảng chừng 3 triệu nha mọi người. Mới được một cái big cup được như vậy và mới được một cái body nặng như vậy nha. Đa phần những cái thằng Trung Quốc mới sau này mà người ta nhập á, cái body mọi người cầm lên nó nhẹ phêu à, chứ nó không có được chắc chắn như này đâu. Mọi người cầm cái này lên nó có ký dữ lắm. Rồi, đây là shoulder nè. Bản cần là 42, có lỗi thép trong cần đàn, phím thép và phím gỗ không có bị mòn. Khóa là khóa zin, cần là cần đẹp hết luôn nha. Cây này thì đẹp hết nha mọi người, không có bị trầy tróc cái gì hết. Rồi giá bán là 1.9 triệu nha mọi người. Những cây này về cái mọc rất là tốt, rất là nặng nè mọi người. Cây này phải nặng hơn một cây bây giờ, nếu mọi người mua mới một cây tầm 3 triệu bây giờ, nó phải nặng hơn cái cây bây giờ tầm khoảng chừng 30%. Cái đàn cầm rất là chắc tay. Tiếp theo là một cây Tele Tucaster. Có chú dặn em đọc là Tele. Rồi, Tele, Tele Tucaster mọi người. Cây đàn này nó là một cây của Playtech. Đàn còn rất đẹp và cây này cần Maple nha. Thật ra cái cần Maple nó khác gì với cần Rosewood. Cái cần bình thường mà mọi người nhìn thấy từ trước tới bây giờ của em làm, những cái cần mà màu đen đen á, nó là cần Rosewood mọi người. Rosewood có nghĩa là gỗ hồng đào ha. Còn đây là cần maple. Maple là một cái loại gỗ mà người ta hay dùng để làm nhạc cụ á. Đó là cái loại gỗ màu sáng như thế này nè, gọi là cần maple. Thì về cái màu sắc là đã khác rồi, cần maple nó trắng hơn, nhìn cái cần của nó nhìn nó quý tộc hơn. Thứ hai nữa là cái cần maple nó cho cái chất âm nó sáng hơn mọi người. Ở những tiếng clean á, cái chất âm của cái cần maple này nè, nó sáng và nó len ken hơn, nó nổ lóc bóc đã lắm. Còn cái cần rosewood thì nó đầm tiếng hơn, nó không có sáng tiếng như cái cần maple này. Nhiều người nói có chút xíu cái cần vậy mà thay đổi âm thanh nữa. Thay đổi á mọi người. Bởi vì em nói mọi người, cái guitar điện, cái body nó quan trọng là vậy đó. Tiếng thì nó lấy từ beat cup thật, nhưng mà cái độ rung động của cái tiếng đó, nó truyền ở trong cái thớ gỗ này nè. Thành ra cái cần nó chất liệu nó khác chút xíu thôi, cái chất âm nó đã khác rồi. Thì đây là cần Playtech nè mọi người. Cây này có lỗi thép trong cần đàn, bản cần 42, phím thép và phím gỗ còn nguyên vẹn. Cái đàn rất mới mọi người. Khóa là khóa zin nè, cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại nè. Cây này ở dưới đây nè mọi người, nó có trầy nè. Đó, nó có bị tróc sơn nha. Còn ở phía trước của nó, màu của nó là màu xanh dương đậm á mọi người, chứ không phải là màu đen đâu, màu xanh dương đậm mọi người thấy á. Nó là màu xanh đậm á. Nè, big cup cũng còn rất là mới, ốc ác đồ tất cả mọi thứ ngon lành hết ha. Cái dáng tele nó cho một cái chất âm rất là quyến rũ, rất là sexy.
mà chỉ có dán tê le nó mới có được cái chất âm như vậy. Dán tê le thì nó hiếm nên giá nó cao nha mọi người. Mọi người thấy nhiều khi em lấy một lô tầm khoảng chừng 40 cây mới có một cây tê le chứ không có nhiều. Thành ra ai mà muốn cây tê le thì mọi người phải nhanh chân vì cái số lượng nó không có nhiều mọi người ha. Thì cây này chất âm đảm bảo rất hay, mọi người có thể nghe thử. Chất âm của tê lê là một cái chất âm mà Strat sẽ không bao giờ có. Mà chất âm Strat thì tê lê nó cũng không có. Nó là một cái gì đó rất đặc biệt, rất là tê lê. Rồi tiếp theo là một cây GIG, cũng là dáng Les Paul mọi người. Cây này rất đẹp. Hạt que là hạt que vàng nè. Cái dáng đàn của nó là dáng Les Paul với cặp pickup là thuần túy của Les Paul luôn, là một cặp pickup hum. Và cái màu sơn của nó là màu đỏ nha mọi người. Cái vân gỗ của nó cực kỳ đẹp ha. Cái vân rất đẹp. Rồi, đầu cần nó là GIG nè. Có ti chỉnh cần, bản cần nó là 42. Phím thép và phím gỗ cây đàn này còn nguyên vẹn, không có bị mòn nè. Khóa cũng là gòn hạt que ha mọi người. Cái kiểu khóa cổ điển nhìn rất là đẹp. Cần thì thẳng đẹp, không gãy, không làm lại nè. Cây này nước sơn rất là đẹp nha mọi người. Nước sơn cây này rất là ngon lành luôn. Ở đây nó có trầy chút xíu nè. Rồi cây này em bán 2,5 triệu nha mọi người. Một cây GIG. Những ai mà thích những cây Les Paul mà màu tươi xíu lấy cây này. Màu ở ngoài nó đẹp như vậy luôn nè mọi người. Nó là một màu đỏ tươi và nhìn rất là hấp dẫn á. Thank you.
Cây Strat của Fernandez. Fernandez là một hãng rất là có tâm trong cái việc làm đàn nha mọi người. Và họ rất nổi tiếng với những cái đàn điện. Đàn của Fernandez pickup tốt nè, body ngon, cần rất là tuyệt mọi người. Cần những cái này mọi người cầm về là thích liền. Cái bản cần của nó mỏng á, phù hợp cho mọi người khi mà mọi người chạy ngón á, mọi người có thể chạy tốc độ được. Cây này thì pickup của nó đa dạng nè, vừa có single, vừa có hum luôn. Và pickup cũng còn rất là mới nè mọi người. Ha. Cây này là SSH. Những người nào mà thích vừa có hum vừa có single thì mọi người lựa chọn cái đàn này. Nó cho mình hai kiểu pickup luôn, vừa pickup đơn vừa pickup đôi. Những cái pickup đơn này nó sẽ cho những cái tiếng clean đó mọi người. Những tiếng clean của pickup đơn đó mọi người xài nó sẽ sáng hơn, cái tiếng của nó mỏng hơn và nó nghe nó trữ tình hơn. Còn những cái pickup hum như thế này thì nó ăn gain hơn ở những tiếng override, những tiếng distortion. Rồi, đầu cần là Fernandez nè, có ti chỉnh cần nè, bản cần là 42 nè, phím thép và phím gỗ cái đàn. Ui. Cái đàn này phím thép của nó hơi mòn chút xíu nha, nhưng mà không chạm, không rè. Bộ khóa của nó là khóa zin nè, cần là thẳng đẹp nè, không gãy, không làm lại nè. Nước sơn cái đàn cũng còn đẹp, phía trước đây nó có trầy chút xíu nè mọi người. Màu của nó là màu xanh á, và nó có ca mai nha, có nghĩa là nó có kim tuyến. Cái màu sơn này mà khi mà lên đèn sân khấu á, nhìn nó rất là đẹp. Nào mọi người, nó có cái nó có kim tuyến ở dưới màu sơn, nhìn cái đàn nó đẹp lắm. Rồi giá em bán cái này 2,5 triệu cho một cây vừa có pickup single vừa có pickup hum ha. Chất âm tốt, đa dạng về pickup, chơi đa dạng thể loại nhạc được. Squire Mini nha mọi người. Squire Mini. Thì đây là một cái đàn dán 1/2 ở nước ngoài á mọi người. Có những bạn nhỏ mà người ta được gia đình định hướng là học guitar từ nhỏ, nên người ta làm ra những cái dán đàn mini như thế này để phù hợp với cái cơ thể của trẻ em. Hoặc là những người mà mọi người thích một cái đàn nhỏ nhắn vừa phải để mọi người mang đi du lịch, mọi người chơi, thì có thể lựa chọn những cái dán mini như thế này. Đây là dán người ta gọi là dán 1/2, tại vì nó chỉ bằng 1/2 cái guitar điện bình thường thôi ha. Thì về cái giá tiền nó không rẻ hơn một cái đàn lớn mọi người.
Nó giống như là dép mà mọi người mua size lớn nhất với size nhỏ nhất vậy đó, nó một giá tiền một. Nên ra mọi người đừng nghĩ là đàn mini thì nó sẽ rẻ hơn, không có, nó vẫn giá như vậy ha. Mới của nó thì giá tầm khoảng chừng 4 triệu mấy, 4 triệu mấy 5 triệu. Thì cây này nè mọi người, em bán lại với giá là 2 triệu 8, đàn thì còn rất là đẹp ha, pickup còn mới hết trơn nè. Đó. Xịn hết. Ở đây nó có một cái đường trầy ở đây nè mọi người. Ở đây cũng có trầy. Cái này em bán 2 triệu 8 ha, cần thẳng đẹp, đàn được làm tại Indonesia xuất Nhật nha. Khóa là khóa zin luôn, có lõi thép trong cần đàn, bản cần 42, đàn còn mới, không có bị mòn. Giá bán cho cây này là 2 triệu 8 cho một cây Squier Mini, là một hãng con của Fender với chất âm rất là giống Fender mọi người. Tiếng của nó sẽ có tiếng trép, nó sáng, nó xốp và nó mịn, không gây chói tai, rất là dễ chịu. Nhưng mà tất nhiên là nó là dòng sản phẩm giá mềm của Fender nên nó sẽ không được như cây Fender đâu. Tất nhiên rồi, nếu mà được như cây Fender thì ai mua Fender nữa, ta mua Squier. Nhưng mà nó vẫn có một cái ADN, có cái mã gen của cái Fender trong đây. Chất âm nó rất là giống ha mọi người. Theo một cái Ibanez Jaw, đây là cây mà được cái chú rất là thích nè. Yamaha nè, Ibanez nè, Fernandez nè, là những cây mà được rất nhiều người Việt Nam mình ưa thích mọi người, tại vì chất lượng của nó thật sự là tốt. Với cái tầm giá mà tầm 2 triệu mấy, tập được, chơi giải trí được, sử dụng lâu dài tốt luôn ha. Cây này là một cây pickup của nó là HSH, dáng là dáng Superstrat ha mọi người. Ibanez Jaw nè. Có lỗi thép trong cần đàn nè, bản cần là 42, phím có mòn một chút xíu nha, nhưng mà không chạm, không rè. Khóa là khóa zin nè, có số seri, cần là thẳng đẹp. Cây này thì nước sơn của nó còn đẹp hết nha mọi người.
nước sơn của cây đàn này không có bị trầy tróc gì hết. Ở phía trước nó cũng mới vậy. Giá em bán cho cây đàn này là 2,7 triệu. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cây này nha. Tiếp theo xin giới thiệu mọi người một cây Aria Pro 2, cũng là một dòng rất tốt nè. Cây này là dòng Magna Series, đàn thì 24 phím, pickup là SSH. Cây này nó còn có một cái điểm nổi trội nữa là ở đây nó có tắc coil mọi người. Tắc coil là nó biến cái pickup đôi ở đây trở thành một cái pickup đơn để mọi người lựa chọn là SSS hoặc là SSH. Thật ra cái pickup đôi này nè mọi người, mà khi mọi người đổi nó thành một cái pickup đơn, cái tiếng lead nó hoàn toàn khác nha. Có những cái bài mà họ cần cái tiếng lead nó là một cái pickup đơn. Có những cái bài mà nó cần mọi người phải cái tiếng lead nó là một cái pickup đôi, nó mới ra được cái mùi đó, nó mới ra được cái sound đó. Thì cái việc này là nó cung cấp cho mình tắt coi cái pickup cuối cùng này, một là single, hai là hum, để mọi người lựa chọn được cái sound mà mọi người ưng ý nhất. Nó cho mình thêm một cái sự lựa chọn nữa. 24 phím. Thật ra cái việc 24 phím nó không quá cần thiết, nhưng cũng có một số anh chị là lựa chọn cái đàn 24 phím. Cái đàn này thì cái bộ khóa còn rất là mới nè. Có loại thép trong cần đàn, bản cần 42. Không có bị mòn nha mọi người. Phím cây này đẹp, rất là đẹp luôn, rất là ok. Khóa là khóa zin và là khóa vàng. Có số series, cần thì rất là đẹp. Dưới này nó có chữ Made in Korea nè. Korea hả mọi người. Em hay đọc là Korea. Cây này thì nó có màu xanh đen. Ui, ốc tán đồ cũng còn xi màu vàng luôn nè. Rất là đẹp ha. Cây này thì nước sơn đẹp hết nha mọi người. Không có bị trầy tróc gì hết trơn. Mặt cũng vậy. Rất là đẹp. Cây này rất hiếm một cây đàn mà còn đẹp như vậy nha. Giá em bán cho cây này là 2,7 triệu. Em mời mọi người nghe thử cây Aria Pro 2 dòng Magna Series. Mọi người muốn một cây đàn tốt có thể lựa chọn Aria Pro 2 nữa mọi người. Cũng là một hãng rất là có tâm trong cái việc làm đàn và có thương hiệu nha. Aria Pro 2 rất là có thương hiệu. Mọi người thấy những cái amply rồi đó, những cái amply và những cái guitar bass đồ á. Aria Pro 2 cái hệ sinh thái của họ lớn lắm mọi người. Họ có guitar điện, guitar thùng, họ có amply, guitar điện, amply, guitar bass, họ có guitar điện rồi họ có guitar bass, họ có đầy đủ những sản phẩm về âm nhạc đó. Hệ sinh thái của Aria Pro rất rộng và là một hãng rất là có đầu tư nha. À, tại vì sản phẩm của họ trải đều ở trên mọi mặt trận hết trơn. Thank you.
của Photogenic. Nếu mọi người thấy cái đàn nó quá nổi mà mọi người ngại ha, thì cây đàn này nó màu đen. Thì cây Photogenic này có gì mà bán 2,3 triệu? Đầu tiên là một cái điểm nổi trội của những cây này á là cần, nó là cần liền mọi người. Thì cái đàn mà cần liền á nó có giá trị hơn, tại vì làm nó cực hơn và chất âm của nó tốt hơn. Em nói trong rất nhiều clip rồi. Và cây này nè, ở đây là mọi người, cái nước sơn của nó bị một cái lằn răng ở đây nè, không biết mọi người thấy không ta, đây. Ha, nó bị một cái lằn răng ở đây. Thì cái chỗ này nó chỉ bị nước sơn thôi, chứ nó không có bị gỗ nha. Mọi người cần em sẽ fix lại chỗ này cho mọi người đàng hoàng. Giá bình thường của nó là nó sẽ là 3 triệu. Nhưng mà vì nó bị dây nè, ở dưới đây nè mọi người, nó có vài điểm nó bị cấn như thế này nè. Đó. Thành ra cây này em bán với giá 2,3 triệu, rẻ hơn bình thường 700 ngàn ha. Đầu cần là Photogenic nè, có lõi thép trong cần đàn, phím còn nguyên vẹn nè, bích cúp cũng còn mới, đàn màu đen rất là đẹp, nước sơn xung quanh không có bị trầy tróc. Ở dưới đây thì nó có bị một điểm cấn nè, ha, có trầy phía sau này, nó có trầy rồi. Ở đây thì nó bị nứt cái lằn nước sơn ở đây. Giá em bán cho mọi người là 2,3 triệu, coi như là một cái giá thanh lý. Em đảm bảo là mọi người về chơi lâu dài nó không hư. Làm sao để cho mọi người về xài, tuy là bán thanh lý nhưng mà về thứ nhất là phải xài được và xài tốt, xài lâu dài. Mọi người cứ an tâm, rẻ hơn được khá nhiều. Rồi, mời mọi người nghe thử cái này nha. Thank you.
em xin nói lại thêm một chút xíu nữa ha mọi người, là tất cả những cái guitar điện em bán ra nó đều có lõi thép trong cần đàn hết, nên mọi người cứ an tâm, không cần phải hỏi em là chi tiết là cây đàn này có lõi thép trong cần đàn hay không. Thứ hai là khi bán ra em sẽ tặng cho mọi người là một bao da, một bộ dây và ba cái phím gãy ha. Mọi người khi mà mua đàn á, mọi người cứ nhắn Zalo cho em. Thì như thế này nè mọi người, vì em là một người buôn bán lâu rồi, thành ra cái Zalo của em á, nó bị đầy, có nghĩa là mọi người không thể nào kết bạn được nữa với em, nhưng mọi người vẫn có thể nhắn tin nói chuyện với em bình thường. Có nhiều anh chị không biết, mọi người cứ kết bạn rồi đợi em phải trả lời, phải đồng ý, nhưng mà không được mọi người. Tại vì mọi người biết một tháng mà em bán vài trăm khách hàng vậy thì một năm nó đã đầy bạn rồi, và không thể nào mà ngồi mà em coi lại từng người để mà unfriend được hết. Thì mọi người cứ kết bạn với em bình thường. Mọi người cứ kết bạn, mọi người cứ nói chuyện với em bình thường, nhắn tin bình thường, chỉ có là mọi người không gọi điện được cho em trên Zalo thôi. Còn mọi người nói chuyện, mọi người nhắn tin vẫn bình thường 100%. Và mọi người thông cảm giúp giùm em là tại vì cái số bạn nó chỉ cho tới 5.000 bạn thôi, và em đầy 5.000 người đó, và bây giờ em không kết bạn được với mọi người nữa. Chứ không phải là em chảnh hay là nói buôn bán mà sao không chịu kết bạn với người ta. Thật sự là không kết bạn được nữa mọi người nha. Mọi người thông cảm giúp em, nhắn tin em vẫn nhận được bình thường, có mọi người gọi là không gọi được thôi, chứ mọi người nhắn tin trên Zalo em vẫn nhận bình thường. Gọi á thì nhầm khi bữa nó vui vui nó cho gọi, còn bữa nó buồn buồn nó không cho gọi luôn. Thì mọi người thông cảm giúp em những cái vấn đề đó nha. Bán buôn lâu thì ai cũng bị vậy mọi người. Mọi người thông cảm giúp em, cứ nhắn tin là em sẽ trả lời nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã yêu thương tin tưởng trong tất cả các clip. Mọi người nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Em là Duy đến từ Sân Ca Acoustic.